Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn mọi người tham gia vào cái chiến dịch của mạng lưới Linear. Thì chiến dịch là Linear Voyager West thì hiện tại nó đã diễn ra trong tuần thứ 6 và tuần thứ 7 rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là tham gia vào tuần thứ 6 trước nha. Thì ở tuần thứ 6 này là một cái West đó là nó lọc bot và lọc CB. Thì trong cái nhiệm vụ tuần thứ 6 này thì nó sẽ có ba cái nhiệm vụ. Thì trong tuần thứ 6 này anh em chỉ cần là làm một trong ba cái nhiệm vụ này thôi nha. Anh em chỉ cần là hoàn thành một trong ba cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ được claim đó là 2500 điểm boy. Thì cái tuần thứ 6 này nó sẽ diễn ra cho đến hết ngày 30 tháng 6 nha, vào cuối tháng này, ngày 30 tháng 6 nó mới kết thúc. Vì thế thì đối với ba cái nhiệm vụ này thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì trong cái tuần thứ 6 này thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì đó là Gitcoin Bad Boy. Thì cái Gitcoin Bad Boy này thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn rất là nhiều video rồi, là cơ bản em là query cái điểm. Thì Gitcoin Bad Boy thì nó banner với lại là nó là một đối tác lớn với lại là ZK Sync đó. Cho nên là anh em là khi mà anh em hoàn thành cái Gitcoin Bad Boy này thì sau này thì cũng có cơ hội sẽ được là đủ điều kiện để nhận cái airdrop đến từ cái mạng lưới ZK Sync luôn các bạn nha. Thì cái con Bitcoin này cũng khá đơn giản thôi. Thì trong ba cái nhiệm vụ này anh em chỉ cần là làm một trong ba thôi nha. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái nhiệm vụ đầu tiên trước, đó là cái về hoàn thành cái con Bitcoin này. Thì cái con Bitcoin này thì anh em vào link dưới phần mô tả video, thì anh em là cái tài khoản của mọi người á, thì chỉ cần là trên 20 điểm thôi thì anh em sẽ được là claim nha, là sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Ok, thì anh em vào gần là badbo.gitcoin.co này, sau đó các bạn kho nếp với lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Ethereum nha, mạng lưới ETH mainnet ấy. Thì sau đó các bạn nếu mà nó hiện ra cái giao diện như thế này thì các bạn nhấn nút là refresh my stamp để nó cập nhật lại cả những cái nhiệm vụ cho các bạn. Đấy. Thì sau đó thì các bạn nhấn nút là apply nha, các bạn nhấn là apply stamp. Thì sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang là query những cái nhiệm vụ như thế này. Thì trong những cái nhiệm vụ này là những cái nhiệm vụ mà chúng ta đã tương tác trên chuỗi với lại là connect và lại những cái tài khoản mạng xã hội thôi các bạn nha. Thì sau khi mọi người query xong á thì mọi người sẽ được nhận được cái điểm score trên đây này. Đấy, cái điểm này này. Thì cái điểm này anh em chỉ cần là trên 20 điểm thôi thì cái nhiệm vụ bên trên Linear nha thì nó sẽ tự động query cho các bạn thôi. Đấy nha. Ok, thì về những cái dịch vụ này thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người query hết rồi. Thì đầu tiên đó là GTC. Đó nghĩa là token nó yêu cầu các bạn là hold token GTC là trên 10 nha. Hold 10 token GTC ở trên mạng lưới Ethereum mainnet trên ví của các bạn. Thì các bạn ở cái dịch vụ này các bạn chỉ cần hold thôi. Tuy nhiên cái dịch vụ này thì anh em không cần làm cũng được nha. Bạn nào mà không có tiền thì có thể là bỏ qua cái dịch vụ này. Đấy, còn bạn nào mà đang hold token GTC trên 10 trên 10 token GTC ấy thì các bạn có thể là nhấn vào cái nhiệm vụ này query your account này. Rồi các bạn tích vào cái ô này này, các bạn bật cái ô này lên. Đấy, rồi các bạn nhấn nút là verify thôi. Thì sau đó các bạn xin ký trên ví thôi. Nếu mà cái ví của các bạn đủ điều kiện á, sau khi các bạn ký xong á, nếu mà cái ví của các bạn đủ điều kiện á thì nó sẽ tự động hiện ra là query. Còn cái ví của các bạn không đủ điều kiện á thì nó sẽ hiện ra đó là cái ví của các bạn không đủ điều kiện này nha. Đấy. Như là như thế này. Thì hiện tại mình không có hold, cho nên là mình cái ví mình không đủ điều kiện. Còn về việc staking thì đối với bạn nào cũng đang staking, chủ yếu là staking là trên 5 GTC nha, trên 5 GTC thì các bạn cũng đủ thôi. Đấy. Thì các bạn bạn nào mà đang staking thì chỉ cần là nhấn nút là select thôi nha. Nhấn một nút select. Còn trước đây bạn nào ấy, trước đây bạn nào mà đã stack rồi ấy thì các bạn cần phải, bây giờ các bạn cần phải unstack lại nha. Trước đây bạn nào mà đã stack GTC á thì các bạn có thể là vào cái đường link đó là này. Ở dưới đây nó để cho cái đường link của các bạn này, các bạn nhấn vào thôi. Thì đây là cái đường link stack này, các bạn chỉ cần là connect với quay lại cái ví Ethereum của các bạn thôi. Đấy. Thì trong phần này này nha, ở trong phần stack này này thì trước đây bạn nào mà đã stack ở session nào á thì ở phía bên dưới các bạn sẽ thấy được ở phần là view fin stack for này này. Nó sẽ có cái dòng đó là session này này, các bạn nhấn vào session. Rồi các bạn chọn cho mình đó là lúc đó các bạn là chọn stack ở cái row nào á thì bây giờ các bạn chọn lại cái row đó nha. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái số lượng mà anh em đã stack trước đây, thì trước đây mình đã stack là 10 GTC. Đấy,
Thì nếu mà bây giờ các bạn muốn start lại á thì các bạn cần phải unstart nha. Các bạn cần phải quay trở lại với cái row cũ này. Đấy, rồi các bạn unstart. Hoặc là bạn nào mà đang start ở cái phòng beta row thì các bạn chọn cho mình đó là phòng beta row thì các bạn sẽ thấy được cái số lượng GTC mà trước đây các bạn đã start. Còn bạn nào mà chọn alpha row thì có thể là start alpha row thì bây giờ các bạn có thể là chọn lại cái phòng là alpha row để các bạn là unstart cái GTC của các bạn. Thì unstart thì các bạn chỉ cần là unstart rồi xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Sau đó các bạn chọn lại cái vòng đó là vòng là session 18 nha. Thì ở trong vòng session 18 này nó sẽ có hai cái phần start, đó là phần start community hoặc là start cho chính bạn. Thì các bạn có thể là chọn trong hai cái phần này để các bạn start thôi, để các bạn start lại thôi nha. Thì để start thì các bạn chỉ cần nhấn nút more start này rồi điền số lượng GTC các bạn muốn start thôi. Rồi các bạn start. Thì sau khi các bạn start xong á thì ở bên cái con passport này này thì các bạn mà các bạn nhấn vào cái nhiệm vụ đó là GTC Start Gain này này, Query Amount này, rồi các bạn Select LL. Rồi các bạn kiếm ở đây các bạn nhấn nút là Verify. Rồi xin ký trên ví thôi. Nếu mà cái ví của các bạn đủ điều kiện thì cái nhiệm vụ này nó sẽ tự động qua nó hiện ra cái chữ là Query nha. Nó sẽ hiện là Query cho các bạn thôi. Thì hiện tại thì mình đang start ở cái row cũ cho nên là ở cái row mới này nó không chấp nhận cho mình này nha. Ok, và tiếp theo đó là về Gitcoin connect với lại cái tài khoản GitHub. Thì cái tài khoản GitHub là cái tài khoản Gitcoin của các bạn ấy nha. Thì đối với cái tài khoản Gitcoin là chúng ta là connect bằng cái tài khoản GitHub, cho nên là vì thế cái nhiệm vụ này thì mọi người chỉ cần nhấn nút là connect account thôi. Rồi mọi người là nhấn nút là select LL này, các bạn bật lên nha. Có nghĩa là ở trong phần này là các bạn đã từng donate trên Gitcoin á nha. Thì đây là cái nhiệm vụ là bạn nào mà đã từng donate trên Gitcoin ở trên một Grand thì có thể là làm cái nhiệm vụ này. Đấy, các bạn chỉ cần là bật hết tất cả này lên thôi. Rồi sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, rồi các bạn nhấn nút là verify. Thì những cái nhiệm vụ nào đủ điều kiện thì nó tự động query cho các bạn thôi. Thì sau khi các bạn nhấn nút verify xong á thì các bạn nhớ là xác nhận là connect với lại tài khoản GitHub của các bạn nha. Sau đó các bạn xin ký trên ví để nó kiểm tra cho các bạn thôi. Nếu mà đủ điều kiện thì nó sẽ tự động query cho các bạn. Ok, như vậy là thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người, trước đây mình có tham gia là GR14 này, đấy, nó tự động đủ điều kiện ở trên đây cho mình này. Thì sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra nút là verify, có khiên màu xanh như thế này, là các bạn đã connect thành công. Đây, nó sẽ cộng điểm boy trên đây cho các bạn thôi, nha. Và tiếp theo đó là về connect tài khoản từ Twitter của các bạn thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn nút là connect thôi, nha. Các bạn vào đây rồi các bạn nhấn vào connect thôi. Các bạn connect này. Đấy. Rồi bạn bật select này lên, rồi các bạn sell lại thôi, rồi các bạn xin ký trên ví thôi là xong. Đây là những tài khoản mạng xã hội thôi các bạn, rất là đơn giản nha. Các bạn chỉ cần là connect Twitter này với lại cái nhiệm vụ là connect tài khoản Discord của bạn này, connect với lại tài khoản email của bạn này, tài khoản Google của bạn ấy, với lại là connect với lại tài khoản GitHub của các bạn này, connect Facebook này, với lại là connect tài khoản mạng xã hội LinkedIn này. Đấy, các bạn connect rồi các bạn query thôi. Và nhiệm vụ tiếp theo đó là cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ tên miền NS. Thì đối với nhiệm vụ tên miền NS này thì các bạn nào mà đang có sở hữu tên miền NS ấy, thì các bạn tên miền NS thì các bạn vào đây các bạn bật lại lên, rồi các bạn lưu lại thôi, sell lại xin ký trên ví thôi. Thì cái nhiệm vụ này nó sẽ tự động query cho các bạn. Còn về việc BO app thì BO app này thì nó yêu cầu các bạn là trên ví của các bạn cần phải phải có ít nhất một BO app và giữ ít nhất trên 15 ngày nha. Thì về BO app thì trên kênh Telegram của mình thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người tham gia vào những cái sự kiện để nhận BO app. Thì bạn nào mà đang có BO app thì các bạn cứ vào đây các bạn bật này lên nha, các bạn nhấn vào nhiệm vụ đó bật này lên rồi sell lại thôi. Rồi sau đó các bạn xin ký trên quý thì nó sẽ, nếu mà quý của các bạn đủ điều kiện á thì nó sẽ tự động verify cho các bạn thôi. Còn về phần Brave đi thì cũng tương tự thôi các bạn bật lên nha, rồi các bạn sẽ lưu lại thôi. Tiếp theo đó về phần Brood app hôm nay này thì các bạn bỏ qua nha, cái nhiệm vụ này các bạn bỏ qua, cái phần này chúng ta không cần connect đâu, cái này là tốn tiền cho nên là bỏ qua. Còn về việc đó là ETH transaction thì đối với cái phần ETH block session này này thì nó có một cái nhiệm vụ đó là nó có những cái nhiệm vụ đó là giao dịch ETH đầu tiên xảy ra hơn 30 ngày trước, đó là ít nhất một tài khoản ở ví của bạn cần phải có ít nhất một giao dịch trên mạng lưới ETH. Đấy, và phí gas sử dụng phí gas của các bạn đã sử dụng trên mạng lưới ETH là ít nhất là 0.5. Thì bạn nào mà đã từng sử dụng mạng lưới Ethereum Mainnet thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào cái nhiệm vụ này thôi. Rồi các bạn nhấn nút là select LL này, rồi các bạn nhấn nút là sell lại nha.
các bạn nhấn nút sell lại rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Nếu mà cái ví của các bạn đủ điều kiện á thì nó sẽ tự động verify cho các bạn và hiện dấu tích màu quê như thế này là các bạn đã verify thành công. Còn về cái nhiệm vụ tiếp theo đó là snapshot, thì cái nhiệm vụ snapshot hay là voting snapshot có nghĩa là voting uptrend trên cái nền tảng là snapshot. Thì về phần này thì trước đây mình cũng đã đưa mọi người đó là bên Stargate, mọi người cũng đã voi rất là nhiều rồi nhá. Thì các bạn chỉ cần vào đây các bạn bật cái thanh bật select LL lên rồi sell lại này, rồi xin ký trên ví thôi nhá, rồi nó sẽ verify cho các bạn thôi. Thì ở phần snapshot này thì nó yêu cầu các bạn là phải trên 2 lần voi nhá, thì nó sẽ đủ điều kiện thôi. Thì ở đây mình đủ điều kiện ở phần đầu tiên này. Đấy, còn crypto thì dành cho những cái developer thôi nhá. Đấy. Thì sau khi các bạn query xong thì nó sẽ hiện dấu khiêu màu xanh như thế này. Còn về Bitcoin POS verification thì phần này chúng ta là bỏ qua nhá. Phần này dành cho những người tạo POS thôi. Và tiếp theo đó là NFT holder. Về NFT holder thì nó sẽ có cái nhiệm vụ đó là hold ít nhất một NFT trên mạng lưới Ethereum nha. Ở phần này thì nó yêu cầu các bạn đó là nó chỉ công nhận NFT trên mạng chính của Ethereum này. Đấy, thì trên ví của các bạn đang sở hữu một NFT bất kỳ trên mạng lưới Ethereum thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nhiệm vụ NFT holder này thôi, rồi các bạn bật cái select lên rồi các bạn lưu lại là xong. Đấy, sau đó thì nó query cho các bạn thôi. Và tiếp theo đó là Zcash. Thì về phần Zcash này thì nó có nhiệm vụ đó là các bạn đã từng giao dịch, các bạn đã từng trải nghiệm trên mạng lưới Zcash mainnet ở V1 và tiếp theo đó là đã từng có transaction ở trên mạng lưới Zcash Era là V2 đấy. Thì trước đây thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người là săn retracted trên mạng lưới Zcash V1 và V2 rồi. Thì anh em bây giờ chỉ cần vào đây, mọi người bật hai cái thanh này lên rồi các bạn sell lại xin ký trên ví thôi là xong. Đấy, rồi sau đó thì nó sẽ query cái nhiệm vụ này cho các bạn thôi. Và tiếp theo đó là về LAN protocol. Thì về LAN thì đây nó bắt buộc các bạn cần phải có tên miền LAN nha. Thì tên miền LAN của các bạn cần tên miền LAN thì hiện tại thì giá đâu đó là trên là 100 mấy đô các bạn, gần 200 đô ấy nha. Hiện tại thì tên miền LAN thì khá là giá khá là cao rồi. Thì trước đó cái giá tên miền LAN khoảng đâu đó là 3 đến 5 đô thôi nha. Thì trước đó bạn nào mà mua thì bây giờ có thể là vào query. Còn bạn nào mà chưa sở hữu tên miền LAN thì có thể là bỏ qua cái nhiệm vụ này nha. Đấy. Điều tiếp theo là Gnosis Cell. Thì phần Gnosis Cell này thì các bạn có thể là bỏ qua luôn nha. Thì nó yêu cầu chúng ta, nó yêu cầu các bạn là tạo một cái tài khoản bảo mật ở trên là Gnosis Cell này. Thì trên mạng lưới Ethereum nha. Thì trước đây bạn nào mà đã từng sử dụng cái nền tảng là Gnosis Cell này, tạo những nhiều địa chỉ ví ở trên cái nền tảng Gnosis thì các bạn có thể là vào đây các bạn query, còn không thì các bạn có thể là bỏ qua cái nhiệm vụ Gnosis này. Đấy. Tiếp theo đó về tài khoản Coinbase. Thì đối với bạn nào mà trước đây đã từng có tài khoản Coinbase rồi ấy, đã từng sử dụng tài khoản sàn của Coinbase á thì các bạn có thể là vào đây các bạn query thôi nha. Đấy, các bạn query. Tài khoản Coinbase của các bạn cần phải email thì phải giống nha, phải giống ở trên GitHub nha, GitHub. Cái tài khoản email Coinbase của bạn cần phải giống với lại GitHub hoặc là Gitcoin rồi đó nha. Các bạn cần phải giống email rồi các bạn vào đây các bạn verify thôi. Đấy. Thì hiện tại thì sàn Coinbase mình không rõ là hình như nó chặn ở Việt Nam rồi các bạn, nó không cho Việt Nam ở chúng ta là tạo tài khoản nữa hoặc là đăng nhập tại Việt Nam nữa. Bạn nào muốn làm cái nhiệm vụ này thì có thể là file IP sang một cái quốc gia bất kỳ, quốc gia nào mà Coinbase nó hỗ trợ thì anh em có thể là file IP sang cái quốc gia đó rồi anh em là connect thử nha, anh em đăng ký tài khoản Coinbase thử nha. Thì hiện tại thì Coinbase nó hình như là nó không cho Việt Nam login vào nữa các bạn ạ. Ok, còn thì sau đó anh em là chỉ cần là query một số nhiệm vụ như là Zcash với lại là NFT holder này, với lại là ETH với lại snapshot kèm với lại là một số tài khoản mà connect và tài khoản một xã hội, cái mạng xã hội này thì anh em sẽ trên 20 điểm thôi nha, trên 20 điểm thôi. Đấy. Thì trên 20 điểm thì anh em bay trở lại đây thì anh em đợi thôi nha. Anh em đợi khoảng đâu đó là khoảng là 24 giờ thì cái nhiệm vụ là Gitcoin Passport này nó sẽ tự động verify cho các bạn. Đấy, thì đó là về Gitcoin Passport. Ok, thì bây giờ tiếp theo đó mình sẽ đi sang cái nhiệm vụ đó là gà xí Passport này. Thì gà xí Passport này thì vào một năm trước thì hơn đâu đó là năm 2022, vào tháng ngày 13 tháng 12 năm 2022 thì mình có đăng một cái bài viết đó là yêu cầu mọi người đó là KYC ở trên là nền tảng gà xí này.
Đấy, thì trước đây thì nó cho mình kêu mọi người đó là nó trước đây nó cho chúng ta đó là KIC free. Cho nên là hiện tại thì nó hết cho free rồi các bạn. Thì bây giờ các bạn mà bạn nào trước đây bạn nào mà chưa KIC á, thì bây giờ nếu mà các bạn muốn KIC á thì các bạn cần phải bỏ là phí là khoảng là 5 đô nha. Các bạn cần phải phí là 5 đô để các bạn là KIC. Thì về việc KIC á thì ở trên cái xí này thì các bạn chỉ cần là chọn vào cho mình cái mục nha. Đợi mình tí đây. Thì ở đây mình đã KIC rồi các bạn nha. Thì về phần KIC các bạn chỉ cần nhấn vào cái mục đây là mục là gà xí này. Đợi mình tí để mình login lại cái tài khoản mình chưa KIC để nó mình hướng dẫn mọi người ấy không. Thì đối với bạn nào muốn KIC thì có thể là bỏ 5 đô ra các bạn KIC nha. Connect với này. Đấy. Bạn nào muốn KIC á thì ở cái nhiệm vụ đó là gà xếp bắt bo này, này nhá. Bạn nào mà chưa KIC á mà muốn bây giờ KIC á thì các bạn cần phải bỏ 5 đô ra các bạn KIC. Thì để KIC thì các bạn chọn lên cho mình cái mục. Các bạn chọn lên cho mình cái mục đó là mục là gà xé ID giúp mình nha. Các bạn chọn cho mình đó là gà xé ID. Thì trong cái mục gà xé ID này nó sẽ có cái chữ đó, nó có cái mục đó là mục bắt bo. Các bạn nhấn vào bắt bo giúp mình. Đấy. Thì trong phần này thì các bạn cần phải KIC, thì KIC các bạn cần phải trả phí là 5 đô ở trên là mạng lưới là BNB Chain nha. Thì trên ví MetaMask của các bạn chỉ cần là chuyển đổi sang mạng lưới BNB Chain thôi, mạng lưới BSC các bạn. Đấy. Thì trong đây thì các bạn chỉ cần là nhấn nút là Min Now. Thì sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này này nha. Thì phí này, phí các bạn verify đó là 0,025 BNB này, khoảng là 5 đô nha. Đấy thì vào phần này thì để query thì các bạn chỉ cần là nhấn nút là tích vào cái ô này đồng ý với điều khoản của dự án này. Rồi các bạn nhấn nút là continue, rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Ok, các bạn xin ký trên ví này. Đấy. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chọn hình thức KC. Thì hiện tại nó có ba cái hình thức. Đó là driver nghĩa là bằng lái xe, national ID, national ID có nghĩa là giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, còn passport là hộ chiếu nha. Bạn nào muốn KIC bằng cái hình thức nào thì các bạn chọn bằng hình thức đó. Ví dụ các bạn muốn KIC bằng national ID đi, bằng căn cước công dân hoặc là giấy chứng minh nhân dân này đi, thì các bạn chỉ cần là chọn cái phần thứ hai. Đấy, sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chụp lại màn hình nha. Các bạn chụp lại màn hình thì các bạn chỉ cần lấy thôi. Ở đây thì các bạn muốn KIC thì có thể là sử dụng bằng điện thoại nha. Các bạn có thể là sử dụng điện thoại để các bạn là login vào đây để các bạn là KIC để chụp màn hình. Thì trên PC nó không hỗ trợ cái chụp ảnh màn hình đó, cho nên là chúng ta không thể chụp được. Cho nên là các bạn có thể là login bằng cái này bằng điện thoại của bạn vào nha. Đấy, rồi các bạn KIC thôi. Để mình xem bằng lái xe nó cho. Lúc trước thì nó có một cái đường link các bạn ạ. Lúc lúc trước thì khi mà các bạn chọn hình thức KIC xong á thì nó sẽ hỏi nó sẽ có một câu hỏi nữa là các bạn muốn KIC chụp ảnh trên điện thoại hay là máy tính, thì nó cho chúng ta chọn. Còn hiện tại thì nó không cho chúng ta chọn luôn mà nó cho chúng ta chụp trực tiếp luôn. Vì thế thì các bạn login trên cái điện thoại á, các bạn KIC nha. Đấy. Select Việt Nam này. À ở đây từ 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 mình tí, hình như là nó cho chúng ta chọn nữa các bạn nè. À, nó cũng không cho chọn luôn các bạn. Đợi mình tí nha, để mình xem thử nó cho chọn không. Thì các bạn cứ sử dụng cái quý á, nha. Các bạn copy lại cái link gà xé rồi các bạn dán vào cái mục d app trên điện thoại của các bạn ấy, mục d app quý MetaMask hoặc là quý trust gì đó, các bạn dán vào các bạn KIC thôi. Connect với lại cái ví mạng lưới BNB Chain rồi các bạn KIC thôi các bạn. Hiện tại thì trên máy tính không thể KIC được. Hiện tại trên máy tính không thể KIC được nha. Đấy, thì các bạn ký chân là chụp ảnh màn hình thôi nha.
Thì về việc KYC thì sao á, thì các bạn chỉ cần là xin ký này, tải mặt trước và mặt sau của giấy chứng minh nhân dân lên thôi nha. Đấy. Rồi sau đó thì các bạn quét cái khuôn mặt của các bạn, thì nó yêu cầu các bạn quét khuôn mặt, thì các bạn selfie cái khuôn mặt của các bạn, thì trước khi selfie á thì nó yêu cầu các bạn là, nếu mà nó yêu cầu các bạn là quay sang trái thì đang selfie thì cái khuôn mặt của bạn là quay sang trái, và nếu yêu cầu các bạn quay sang phải thì yêu cầu các bạn là quay sang phải. Và sau đó nếu mà nó yêu cầu các bạn là tạo mật khẩu thì các bạn có thể là tạo mật khẩu nha. Đấy. Và save lại thôi nha. Đó, như vậy là về cái việc rồi, thì sau khi các bạn KYC xong thì các bạn đợi thôi, các bạn đợi cái nhiệm vụ trên gà xé này nó xác nhận cho các bạn thôi nha, là xong. Ok, và tiếp theo đó là cái nhiệm vụ tiếp theo. Cái nhiệm vụ tiếp theo đó là cái nhiệm vụ đó là Gold Banner. Thì Gold Banner này chúng ta cần phải bỏ tiền ra chúng ta min. Ok, thì cái nhiệm vụ cuối cùng đó là cái nhiệm vụ đó là Gold Bin Holder. Thì trong cái Gold Bin Holder này thì bắt buộc các bạn cần phải có là các bạn vào cái link Gold của Linea nha. Thì link Linea thì cái Discord của Linea là nó chung với lại cái Discord là Consensus luôn nha các bạn nha. Nó chung với lại cái Discord là Consensus luôn nha. Đấy. Chứ không phải là nó có tên Discord là Linea riêng đâu, các bạn lưu ý nha. Ok, thì đối với cái nhiệm vụ thứ ba đó là Gold Bin Holder này, thì các bạn bạn nào muốn min thì các bạn cần phải bỏ một đô ở trên mạng lưới BNB Chain, mạng lưới BSC á, ra các bạn min. Ok, thì đối với cái nhiệm vụ thứ ba này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, rồi sau đó các bạn nhấn nút là Join Gold to get role. Sau đó các bạn cái bước đầu tiên này là các bạn connect ví này, các bạn nhấn nút connect rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn. Đấy. Thì sau đó nếu mà nếu yêu cầu các bạn đó là where is your account thì các bạn nhấn nút là where is your account rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Các bạn xin ký trên ví thôi. Đấy. Và cái bước tiếp theo đó là các bạn cần phải query captcha nha. Các bạn cần phải query captcha đối với bạn nào mà chưa connect từ Twitter của các bạn ấy. Thì các bạn connect, nhớ connect tài khoản từ Twitter của các bạn này, connect hết này. Đấy. Và là connect tài khoản Discord của các bạn này. Thì bạn nào mà chưa connect từ Twitter thì các bạn chỉ cần nhấn nút là connect thôi. Nếu mà nó hiện ra chữ reconnect này này thì các bạn nhấn nút reconnect rồi các bạn connect lại cái tài khoản từ Twitter của các bạn thôi. Ủy quyền cho dùng từ Twitter này. Đấy, rồi các bạn đợi một tí nha. Các bạn đợi một tí thì các bạn đợi một tí thì cái chúng ta sẽ qua cái bước đó là phần là giải mã captcha này. Rồi mình coi lấy lại nha. Hiện tại thì Google nó hay bị lỗi các bạn ạ. Nó hay bị lỗi mà khi chúng ta là verify xong nó không chịu cập nhật. Ok, mình được rồi nè. Thì các bạn chỉ cần là connect lại vài lần hoặc là log lại web thôi là xong nha. Theo đó là verify captcha thì ở phần này thì nó chưa ấy luôn các bạn. Nếu bạn nào mà ở cái dòng là complete the captcha này, nếu mà nó chịu hiện vô tích màu xanh á thì các bạn nhấn nút là complete nha, rồi các bạn là xác thực captcha thôi là xong. Và sau đó thì các bạn ở dòng ở câu cuối này các bạn bỏ qua nha, câu cuối các bạn bỏ qua, các bạn không cần làm. Và sau đó thì các bạn nhấn vào cái dòng cuối đó là check access to join. Đấy, như vậy là xong. Thì để mình được cái Gundo thì sau khi các bạn đã hoàn thành được cái role là Linear Community này 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 nhá, là xong rồi ấy. Thì các bạn chơi trên đây này, các bạn nhìn ở phía bên trên này, nó sẽ có cái mục đó là Gold Bin. Thì các bạn nhấn nút là Min Gold Bin. Thì sau đó thì chúng ta cần min đó là min khoảng là phí là 0,007 BNB là cộng gas thì đâu đó là khoảng là 1 đô rồi đó nha. 0,007 BNB thì để mình xem thôi nha. Giá hiện tại đâu đó rồi chắc cũng khoảng 1 đô thôi các bạn. Gần 2 đô các bạn ạ. 0,07 BNB tương đương là 1,65 đô nha. 1,65 đô. Đấy thì các bạn chỉ cần min thôi nha. Bạn nào mà đang có phí sẵn thì các bạn chỉ cần nhấn nút min, dưới đây nó sẽ có nút min này. Hiện tại thì mình đang thiếu phí gas trên BNB cho nên là nó không hiện ra nút min.
thì các bạn chỉ cần là đủ trên là 0,007 BNB trên ví của các bạn thôi thì nó sẽ hiện ra cái nút min cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút min rồi trả phí thôi là xong, là các bạn đã min được cái Winpin này, min được cái NFT là Winpin này. Thì sau khi các bạn min xong thì cái nhiệm vụ ở bên đây là min Winpin này này, nó sẽ các bạn đợi nó query là xong thôi nha. Thì sau khi nó, thì sau khi nếu mà một trong ba cái nhiệm vụ này, các bạn chỉ cần là làm một trong ba cái nhiệm vụ này thôi, nếu mà một trong ba cái nhiệm vụ này nó xét duyệt cho các bạn thì nó sẽ hiện ra nút claim, là các bạn chỉ cần nhấn nút là claim 2500 boy này về thôi. Đấy, claim free nha. Đấy, thì như vậy là mình đã claim thành công này. Hiện tại thì Winpin mình chưa min này. Tuy nhiên thì gà sẽ bắt bo, với lại là cái con bắt bo mình đã đủ điều kiện cho nên là đã query cho mình trước đây rồi. Đấy. Thì các bạn cứ làm xong rồi các bạn đợi thôi, đợi khoảng là 24 giờ nó sẽ xác nhận cho các bạn nha. Các bạn đợi nó query. Này nó query bằng tay các bạn ạ. Ok, còn bạn nào mà nó query luôn á thì có thể là claim luôn nhé. Đấy. Thì ok, thì như vậy là cái sự kiện đó là Linear Voyage tuần 6 thì đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.